Oh, đây là kết quả sau khi Kỳ Lân khui chai rượu vang bằng cục vàng hình dạng cá mập. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ thao tác cơ chế của cái đồ khui cá mập này. Đầu tiên bây giờ Kỳ Lân đóng lại hết vô. Đầu tiên Kỳ Lân sẽ bật phần dưới bụng bật ra. Sau đó mình sẽ thấy bên trong có một cái xoắn ốc có cơ chế lò xo bên trong. Kỳ Lân sẽ bật cái vai cá mập này thì tự động cái lò xo vặn để khui này sẽ được bật ra đó. Bởi vì đây có lưỡi gà trên ngay chỗ có vai này, khi mình kéo xuống thì bên trong nó sẽ đẩy cái cơ chế đẩy cái phần vàng bên trong để đưa cái phần lò xo phần xoắn ốc này xuống ra như thế này. Lúc này mình sẽ vặn khui. Bây giờ Kỳ Lân sẽ thử khui thử một chai rượu vang rồi sau đó hoàn tất việc hoàn thiện 99%, còn 1% là bọc da. Thì sau khi khui hoàn tất test xong hết, Kỳ Lân sẽ tiến hành bọc da vào. Đây là chai rượu vang rượu của Kỳ Lân Luxury. Rượu này là rượu Kỳ Lân tuyển chọn. Tất nhiên rượu vang có muôn vàng muôn loại rất nhiều, nhưng đã là cao cấp luxury thì Kỳ Lân chọn những dòng ngon, đẹp, sang và tinh tế chất lượng. Ở phần đuôi của cá mập này Kỳ Lân có thiết kế cái này, những cái giống như là cái vây nhọn này để Kỳ Lân sẽ khui để cắt cái tem giấy ở trên cái chai rượu vang đây như thế này đó. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành khui. Về kỹ thuật khui rượu thì không phải là chuyên môn của Kỳ Lân. Kỳ Lân chỉ làm ra những dụng cụ bằng vàng theo yêu cầu của khách. Còn về kỹ thuật mà thao tác mình khui thì phải dành cho những người chuyên khui. Kỳ Lân ít có khui rượu nên là không có bằng những người chuyên khui. Ở trên phần này nó có cái phần tỳ. Đây là phần tỳ cũng được thiết kế bằng vàng và được thiết kế để tỳ vào cái nắp thành ống của cái họng chai để mình kéo lên. Sau đó mình sẽ cầm phần đuôi của cá mập bằng cục vàng khối này để mình kéo lên. Oh, đây là kết quả.